có người không phải kẻ đầu tiên thống trị vùng đất này. Ngày xưa rất xưa, những quái vật đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên thay nhau tác quái, không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày, truyền thuyết xuất hiện. Xì rào ngọn gió, gió ở trên nắng, gió gọi tình yêu, tìm nơi ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Dì dào dì dào, dì dào dì dào, dì dào dì dào, dì dào dì dào. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, lạ lùng quân nâu cơ, gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trầm trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sông đại dương có bàn tay cha giàu, mặt đất hoang vu, bèo cơ xây đá. Dì dào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Dì dào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Dì dào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Dì dào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tìm cha, lên ngàn non tìm mẹ. Hãy đấu thần tiên đi lấy vợ, sơn tinh thủy tinh lòng tơ vương. Không quản rừng cao, sông cấp trở, cùng đến Phong Châu, xin mỹ nương. Lý trí là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn, khi tình yêu đã tàn kiều hơi tan biển dài, kẻ đánh cắp trái tim vì thương em lại trả lại đây những anh bình minh. Sông gầm cao vang vách đá, em có thấy những tiếng cười trên giữa nhân gian. Đời Hùng Vương thứ sáu, nước nhà đang bình yên, bỗng giặc Ấn khát máu sáng xâm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả loa loa, ai là người tài giỏi, mau ra cứu nước nhà. Chú bé sông đã lớn nhanh thật rồi, yêu quê hương yêu nước ngon nhà. Lũ giặc đến chú xâm phạm nước ta, sông sẽ đánh cho cuộc giặc thành ma. Sông đã lớn sông đánh giặc một mình, cho người dưng sông biển vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước Nga. Thanh sông ngàn năm anh hùng, thanh sông ngàn lời vẫn ghi, thanh sông là trang anh hùng, thanh sông là người nước Nga. Wow! Văn Minh và Ngọc Châu!
Quá tuyệt vời. Thank you dancer. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng, bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau, trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh gióng nữa, và âm nhạc đúng sở trường của mình, đúng không? Cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo. Mời chị Đoan Trang trước ạ. Thực sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu, như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng. Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện này cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần ha, hai cái vương miện của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, mình đã chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô đó, yên tâm. Chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính, một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và thay xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra, tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công. Cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh, Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn cô. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy làm sao? Chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú. Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị rung, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự rung rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần rần, là chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này. Và cuối cùng là thánh gióng đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta. Là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả ở đây. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống văng 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 bằng đó, thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á, thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình mới băng ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng, nó không rồi, đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích. Thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi, tụi con đang rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ. Và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Từ là từ phú thương, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng, đêm nằm cánh mơ màng, đêm luôn trong
mặt con rất là sáng sân khấu. Ông ca chú cũng thích. À, thôi chú gật đầu. Con cảm ơn chú. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng. Tao không đồng ý. Đồng ý. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha, thầy Hữu Quốc. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước tràn ngời, nhớ thuở xa xưa tiếng đồng hội ngộ kết chặt ngân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Người người ra đi xa giang quê hiền trông theo chốn biên cương, ngày đêm vững lòng vì quê hương núi sông đang cần. Trống vang vang gọi mời những niềm tin, quê hương mình rộn ràng
xanh từng cánh chim trao lượn dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời đêm mãi tự trang sự hào hùng cho đến ngàn cảm ơn tay thật to nào quý vị. Một phần đa quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy à, trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự á, các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Băng băng. Băng băng. Chú Thanh Bạch quyết định như thế nào với bé Hoàng Hải ạ? Chú đồng ý cho con đi tiếp. Con cần về để tập thêm, cho nên chú không đồng ý. Có thể là ráng về học thêm đi, cô không đồng ý. Và cô Đoan Trang. Trời ơi. Gà lăng chưa? Cô Trang điêu đứng chưa? Cô muốn cho con cơ hội, tại cô thích cái cách mà con còn nhỏ nhưng mà con hát cái nốt nó rất là chuẩn xác, cho nên cô đồng ý. Cô Đoan Trang đồng ý. Như vậy là con nhận được hai sự đồng ý của ban giám khảo. Rồi bây giờ con vác súng con vô trong phòng chờ nha. Hy vọng rằng cuối cùng chú và bạn sẽ chọn con. Một tràng pháo tay dành cho bé Hoàng Hải. Chim xanh vàng cánh tung bay, bầu trời đông xanh trôi ra đồng ăn có cỏ non xanh rờn. Màu vàng kia đã lên cánh đồng, trời dâng ánh dương lúa vàng nặng triệu.
nhà nhà yên vui. Trời đã rạng đông, trâu ơi hãy cùng ta ra đồng cho sớm. Những hạt sương mai còn đông mềm trên cỏ non, mùi mạ thơm non theo gió vào trên đồng. Rất là ngọt à, mặc dù cái hơi của con, tại vì nó đang, con đang lớn, nó đang vỡ giọng nó, cho nên là nó ngặt, nhưng con biết xử lý cái ngặt nó đúng chỗ, cho nên nó vẫn ngọt ngào. Và một điểm nữa dành cho con, đó là chú đồng ý. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mời cô Thanh Hằng ạ. Cô đồng ý á nha. Dạ cảm ơn cô Thanh Hằng. Và chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú đồng ý. Cảm ơn chú Bạch. Chúc mừng con đã nhận được 3 sự đồng ý từ 4 vị giám khảo. Bước chân nhỏ bé ông thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy hé khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, một nơi dù sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước trang xa nhoi nhoi đang lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nơi thế gian lũng ngập tràn yên bình, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày đó là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, nói cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Hồi nãy giờ là từ đầu chương trình tới giờ mà chú coi là nó về tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ cảnh giống thơ ngây qua lời ru em á mà mẹ đã theo chân con trên dạng néo sông hồ. Lần đầu tiên rồi kể từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau mẹ lại vui thêm chút nữa, chắc con khỏe nên con đạp con chồi. Con buồn vì con đã rời bụng mẹ, có nghĩ
nghĩa là ấm lành sẽ riêng con. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý. Chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Dậy mà đi đi cùng với Hoàng Ánh và Tiến Dũng. Nào chúng ta làm quen với lại hai cô cậu bé này nha. Tiến Dũng, con đến từ đâu? Con tên là Tiến Dũng ạ. Năm nay con 12 tuổi và con đến từ Đồng Nai ạ. Đồng Nai. Hoàng Ánh, con đến từ đâu? Dạ, con đến từ đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang. Năm nay con 10 tuổi. Wow, thưa quý vị, đến từ đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang. Thế đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang của con có gì đặc biệt? Dạ, có
hải sản, ốc. Ốc nè con, ốc nè, ốc nè. Có con nữa. À, có con nữa, một cô gái nhỏ xíu mà chất giọng rất khỏe. Và bây giờ thì xin mời gia đình của Ngô Kiến Huy và Khải Như. Con ơi, cô chú là bộ đôi rất là trầm tính và ít nói. Sở dĩ là cô chú ứng sau cùng là muốn được trọn vẹn thưởng thức bài hát của tụi con. Tụi con rất nhiều năng lượng, cực kỳ nhiều năng lượng mà gọi là nó trào ra luôn. Vì thế cô chú rất tự tin là ngoài Khải Như là một đạo diễn sân khấu, chú theo bả. Cảm ơn Huy. Con ở Kiên Giang là miền Tây sông nước, cũng gần với Hậu Giang quê cô. Chứ quê quán là bà con nè. Nhưng mà cô thấy được cái lửa, cái sự tự nhiên của các con trên sân khấu. Đúng là vậy mà đi luôn. Chính thì sao? Cô hy vọng là có thể đón hai cái nguồn năng lượng này về để cô chú có thể phát huy tuyệt đối con ơi. Câu slogan của nhóm mình là gì? Nếu các con thành tâm muốn biết, cô chú sẽ thành tâm trả lời. Để trở thành ngôi sao ca nhạc, để trở thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật đầy quyền năng, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Kiến Huy, Khải Như bảo vệ ngôi sao nhí, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Dạ thưa anh chị, cho sếp được hỏi là liệu anh chị khi mà kết đôi lại thì cái nguồn năng lượng nó có giống như cái nguồn năng lượng này không? Nó sẽ banh hơn. Nó sẽ được nắng lại đẹp hơn, đẹp đẹp đó. Khi mà ở trên sân khấu, một trong những cái từ mình nên tránh nhất là từ banh nha con. Tại vì năm điểm về chỗ hết giờ rồi ngồi chú không cứu gì được luôn chị Như thiệt. Hai con làm cho cô chú phải đứng dậy mà phải nhún nhảy và phải hào hứng theo hai đứa. Nhưng mà năng khiếu là một chuyện, cái quan trọng nữa là mình biết nắng kiểm soát. Nó gọi là cultivate, đào bới mình trời ơi em đào bới sao nó trồng cây vậy làm nè. Anh Vũ em nói là nghe nè, banh với bới là bấy nha con. Ngoài cái hát ra con mê gì không, có mê game không, khai mở không là khai có mê game không? Ngồi xuống ông đợi. Trời ơi, cái từ đó là cái từ khai quật á. Trời ơi, khai quật giống như mình trồng rồi xong mình thu hoạch trước. Thôi đó nữa, trước khi đó chơi nữa, gieo bỏ phân. ươm mầm đúng rồi con ơi. Trời ơi, con không thể nào làm việc với một quốc mọi người không kiểm soát từ ngữ vậy được vậy. Không chấp nhận được. Đúng vậy con. Nè, nói chung là chú rất là sướng khi nghe hai con hát, nãy giờ là chú giỡn cho hai con vui thôi. Phải không, phải giỡn ơi. Tại vì chương trình nó rất là căng thẳng. Chứ thật ra chú biết rất nhiều thứ để mà có thể làm cho hai con càng ngày càng tốt hơn. Con cho chú, cô chú cơ hội đó được không? Con suy nghĩ nha.
trùng ngàn sương biếc, bầu trời hồng ánh nắng, thuyền tình lượn trên sóng. Quý vị, như những thiên thần thật sự đẹp, đáng yêu và giọng hát thánh thoát như chim trong nhà hát opera của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin mời hai gia đình nhà chim có giọng hát lạ nhất trong khu vườn của chúng ta. Xin mời Huy và Như. Hôm nay hình như là hơi có một cái sự căng thẳng nhẹ nhẹ, hơi lo lắng nhẹ nhẹ hay sao đó, nên mặt không có được thoải mái cho lắm. Lúc mà sự phối hợp đầu tiên đó, nó sẽ còn cái gì đó nó chưa có được đồng điệu một cách là nhất quán. Nó vẫn còn có một cái sự mà hơi rời rời nhẹ nhẹ. Nhưng mà sau đó ở đoạn cuối cùng tụi con được đưa ra ánh sáng. Đó, ánh đèn chiếu vô, hai cô công chúa nhỏ, hai bé thiên nga nhỏ xuất hiện ra, cùng một đàn thiên nga đang nhảy múa tung tăng xung quanh. Cảnh tượng rất là đẹp, nhóm múa tươi, mặt tụi con thư thả hơn, tươi hơn. Vì thế những cái ở đầu tiên tự nhiên nó biến mất, làm thế mình thưởng thức bài hát nó trở nên nó trọn vẹn hơn, nó có được cái gọi là một cái smooth mood đưa tụi mình. Và đó. cô nghĩ rằng á, với cái tiết mục này phải khen trước về cái trang phục của con, cũng như cái diện mạo của tụi con rất là dễ thương, nhìn như thiên thần dễ thương mà. Nhưng mà cô nghe á, cô ước gì nó rõ lời hơn một tí xíu, cô nghe đoạn đầu lại hơi bị không khớp rõ nhẹ. Lời à, giá như tụi con hát rõ lời hơn thì tiết mục của tụi con sẽ tốt hơn nữa. Cô cảm ơn các con rất nhiều. À, nói chung đây là một cái bài rất rất khó mà không bao nhiêu người dám đụng tới. Nhưng mà hôm nay hai con làm khá trọn vẹn. À, chú đặc biệt khen anh Thư. Con hát rất là chắc, nhất là những cái đoạn opera. À, con làm những cái nốt nó rất là chính xác và cái cao độ tất cả mọi thứ đều rất là tốt. À, còn con hình như là con không chuyên về opera nên khi mà con hát bài này con phải hơi cố gắng đúng không con? Vâng ạ. Đó thì chú có thể thấy được điều đó. Tuy nhiên hai đứa với cái sự mà cố gắng và cái sự hòa hợp thì lại làm cho tiết mục này nó cũng khá là trọn vẹn. Cho nên chú chúc mừng con, khi con về con xem cái tiết mục này con sẽ rất là bất ngờ vì nó đẹp lung linh như là một cái thiên đàng. Khi mà chú nghe, chú có cảm giác là cái không gian này càng ngày nó càng được sang trọng, quý phái, một buổi hòa nhạc một cách rất là hoành tráng, hoa lệ đủ thứ hết. Các con đã làm được khi tạo được cái không gian cho người nghe và cho người khác cảm nhận đúng với cái tiêu chí và yêu cầu của bài hát này. Nhưng mà nó có một cái khúc mắc nhỏ nhỏ thôi, là tụi con ngày hôm nay có nhiều cái yếu tố, nhiều về khán giả, về nhiều cái tâm trạng mình đi thi cử, nên đâm ra là những cái phần mà tụi con thể hiện cái phần của opera nó chưa có trọn vẹn. Nhưng mà không sao, đối với tất cả mọi người ngày hôm nay, khán giả nghe được, các cô chú đây nghe được, nó trọn vẹn. Nhưng mà đối với chú thì tụi con đang ở mức tốt chứ chưa tới xuất sắc. Cho nên là mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa để mà tụi con có thể chinh phục được nhiều khán giả khó tính hơn. Cảm ơn con. Cảm ơn Bụt. Bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương sương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ che cho quê hương. Và sao không là gió
là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không làm bao là gió lạnh lừa à đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt đáng vô tư. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét Huỳnh Lập với lại ca sĩ Cẩm Ly, xin mời ạ. Văn Minh, chú lúc nào thấy con thật sự giống như là một người đàn ông đã trưởng thành vậy? Nhìn con phong độ, nhìn con lịch lãm vô cùng. Mặc dù là con mặc bộ đồ gì đi chăng nữa, con bước lên sân khấu lúc nào chú nhìn con rất là chững chạc luôn. Chững chạc hơn cả chú Huy nữa. Thiệt. Ủa, cái này nói thiệt nha Lập ơi, sao em gây chiến vậy Lập? Rõ ràng bây giờ lên trển đứng chung coi ai lịch lãm hơn sao? Nói đúng không? Tiếp đi Lập ơi. Dạ tiếp đi. Đó là lời khen chú dành cho con. Còn Ngọc giàu, còn con thùy mị nết nết na hơn cả cô. Cô mèo nha con nha. Thì dạ. Em như vậy là ngồi luôn đi. Đúng mèo không, ơi. Đúng không? Nó rõ ràng. Đúng rồi. Quá, anh nói người đúng ta rồi, im đi. Thể hiện một bài hát, nó có một phần trang nghiêm, nhưng mà nó có một phần ngây thơ, nhưng mà nó cũng vẫn thể hiện cái sự hùng hồn. Nhưng mà ngày hôm nay chú để ý là chất giọng của Văn Minh á, nó không còn khàn quá nhiều nữa. Có nghĩa rằng là con xử lý cái giọng con nó trong lại để nó phù hợp với lại cái bài hát này. Bây giờ bài hát này nó đề cập về bồ câu trắng, mà bồ câu mà khàn quá cũng kỳ, đúng không con? Cho nên là phải nhẹ nhàng, bay bổng, và chú đã cảm nhận được điều đó. Con đã có một sự thay đổi, chứ con không bị một màu. Chú rất mừng. Và cái sự kết hợp của hai con ngày hôm nay, chú cảm thấy là nếu như chú mà đội của chú mà có hai con là chú tự hào vô cùng luôn. Ha ha, đội bên Hỏa Tiễn ha. Ừ em. Ừ thôi dạ, sao không được dạ, bà Lập. Chúc mừng hai con rất nhiều đã hoàn thành cảm được phần Lập này. Cảm ơn một con. Phần nhận xét vô cùng tinh tế của Lập. Lập ơi, Lập. Dạ. Lần đầu tiên anh thấy một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó em. Dạ. Tuyệt vời, cảm ơn em. Dạ. Khang nói đến hai người thì vẫn phải dùng từ nhạn để diễn tả. Sao không? Tụi mình là hai con quả. Không, ôi, quả cái gì? Ở trên bồ câu ở đây là diều hâu, hiểu không? Thật ra em định phản kháng rồi đó, nhưng mà bé nói đúng quá nên thôi. Thay mặt cho tập đoàn diều hâu quả đen, cô xin gửi đến các con lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đầu thư thì cho tập đoàn Diều Hâu này được chúc mừng tụi con. Hai bé bồ câu xinh xắn và dễ thương ơi. Cái gì? Cô nghĩ tiết mục này tốn tiền nhất của nhà sản xuất. Tại sao vậy? Tại vì cái tiết mục này nó tốn khói lửa nè. Không có lửa, chỉ hàng khói. Hàng ngàn thôi. Con chim bồ câu bay bay bay. Một cảnh tượng rất là tuyệt vời, giống như là một cái quảng trường. Mỗi lần hai con xuất hiện trên sân khấu á, là lúc nào cũng đưa cho cô chú và tất cả quý vị khán giả đến một không gian khác. Thật sự như vậy. Những sự bất ngờ đầy thú vị. Cô cảm thấy như là một cái món quà. Cô cảm thấy như là một cái món quà nhập. Con cúp. Cúp con mà đi vòng vòng vậy nè. Cũng gì đó. Thì đó. Bỏ trong cái hộp mà cứ là tăng một cái. Rất là đẹp con à. Dễ thương lắm. Tập đoàn Diều Hâu đến đây là kết thúc. Cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Bao nhiêu ý tứ cảm xúc chị gặp Diều Hâu nó làm gì bay hết trơn không còn cái gì. Chị hoảng loạn luôn á thiệt sự. Khi mà cô nghe hai đứa con hát bài này, cô chỉ có một cái cảm giác rất là lớn, đó là cảm giác như lòng mình nó cởi mở ra, nó phơi phới, mà cái tình yêu quê hương đất nước nó rộng lớn và nó đẹp vô cùng luôn á. Đó là cái cảm giác cô nhận được qua các bài hát này khi hai đứa con thể hiện. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn. Dạ, cho em xin nói thêm ý nữa. Văn Minh, lúc mà con mới vừa cất cái giọng hát đầu tiên, con bước xuống con dắt cái cầu thang. Và sao không là gió, là gió, là mây để thấy trời.
sợ quá trời. À, hết hồn. Chú với lại cô Ly ngồi hết hồn. Sợ là con bị mất đi cái tâm lý và cái phong độ mà ai về đâu, cái giọng hát con vẫn mượt như thường. Anh này anh bản lĩnh lắm. Không rất sao. Bản lĩnh luôn. Chứ gặp chú là nó khác rồi nha. Chuẩn bị nè. Hụt chân á, hụt chân á. Hụt chân nha, hụt chân. Camera set, ánh sáng set, ánh hình set. Diễn viên chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Action. Và sớm không lại. Ây trời đất ơi. Hết hồn mất chứ à. Cha mẹ. Ồ. Chắc chưa lắm. Và sớm đã hát tiếp không là do nó là như vậy. Còn nếu mà chú Huy thì chú Bi lúc mà dắp đĩa đó làm sao, chú Huy làm rồi thử nè, cho mọi người nha. Xem coi. Chuẩn bị. Và camera. 3, 2, 1, diễn. Và sao không là do. Ôi trời ơi. Lố quá hờn. Đây là đâu? Đây là tôi là ai vậy? Tôi là ai? Anh Huy, Huy, từ từ. Đây nè, não anh đây nè, gắn vô. Liền. Là do. Về đi, về đi, tới gia đình người ta rồi. Cảm ơn. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy không, Hưng, lập... lại xin lỗi cô Út. Em bị cuốn bởi các huấn luyện viên. Cái gia đình sao hỏa kia là... Dù hâu anh, dù hâu. Dạ, là thêm cậu bé thông minh, Huỳnh Lập, dễ sợ quá. Các huấn luyện viên đã tung hứng và đã làm nên những cái điều mà Hưng cảm thấy, ngồi đây Hưng thấy Hưng rất thích, rất sung sướng và ngưỡng mộ. Anh Hưng chưa biết cái câu khẩu hiệu của đội này đâu nè. Như anh Hưng thành tâm muốn biết thì chúng em đây thành thật trả lời cho anh Hưng biết. Để đạt được sự khả ái và hề hước như tụi em, để trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao, và tụi em đại diện cho những chính nghĩa phi lý. Phi lý hùng. Thôi nghĩ anh còn như chuyện gì chính nghĩa phi lý cái gì. Bây giờ xin mời phần nhận xét của cô giáo. Vâng. Sao cô yêu cái tập này quá trời luôn. Cô thực sự phải cảm ơn chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, vì có một tập mà chúng ta được nghe lại những bài hát bất hủ, những bài hát đi cùng năm tháng. Tập mà có những bài hát về cách mạng. Cô nghĩ đó là một điều rất là cần thiết, nhất là đối với các bé nhỏ. Khi mà các con cất lên giọng hát của mình trong bài hát này, cô đã cảm nhận được các con yêu quê hương, yêu đất nước của mình như thế nào, và các con là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp ra sao. Cô nghĩ điều đó cực kỳ quan trọng. Chưa biết chúng ta sau này lớn lên làm công việc gì, có thể trở thành một người thành công và nổi tiếng hay không, nhưng chỉ cần chúng ta là một người tốt, sống có ích, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết rung động trước cái đẹp, thì cô nghĩ đó là điều thành công của những bậc làm cha làm mẹ và của cả những thầy cô giáo nữa. Thật sự cảm ơn chương trình vì tập này. Thương ai,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của gia đình chị Ly và Huỳnh Lập. Tụi con bị có một cái là từ từ cái đã con, khi mình hát thì mình cái đờn hoặc cái gì, nói chung cái đạo cụ đó, đừng có để làm cho nó ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình. Mà cái hình ảnh lúc con ngồi và An đứng mà đờn nó rất là đẹp luôn. Cái nhất, cái thứ hai, cái bài cuối cùng là bài Lý Cái Đa phải không? Dạ. Hát cho nó đậm một tí xíu nữa. Con hát lại thử một đoạn cho cô nghe thử coi. Trèo lên quan gió, ngồi góc ôi à cây đa, rằng tôi Lý ôi à cây đa. Ok, đó. Như vậy đỡ hơn hồi nãy. Còn hồi nãy con hát nó bị ngang, nó không có đậm cái chất, nó lúng liếng một tí xíu nữa thì nó dễ thương hơn, con hiểu không? Chú Vũ rất là thích cái hình ảnh của người con gái Việt Nam mà đờn những cái nhạc cụ dân tộc như thế này. Bây giờ mình rất là hiếm khi thấy những cái cảnh như thế này, đúng không? À, lúc đầu mà đem lên á, chú cứ tưởng là con chỉ dùng để mà làm như đạo cụ để diễn thôi. Nhưng mà chú rất bất ngờ khi biết được là con đánh thật sự luôn. Cho nên là cái này càng thêm điểm cho con nữa. À, tuy nhiên cô Ly nói những cái gì cô Ly nói nãy giờ là có chính xác. Cái cao độ của hai đứa con nó có những cái nó lung lay chút xíu. Có thể là tại vì con bị chi phối khi mà con phải đờn thêm nữa. Cho nên lần sau cho dù mình có đờn hay làm bất kỳ cái gì nữa, mình cũng phải tập trung là nhớ mình hát cái gì. Nói chung đây là một cái tiết mục rất là dễ thương. Tại vì hai bé này, hai bé mà Huy với lại như là quyết định là cho gọi là thoải mái với âm nhạc. Tức là không gò các bé vô một cái ý đồ cụ thể nào hết. Tức là hãy để cho hai bé có khả năng chơi nhạc cụ thì hai bé sẽ cùng vui chơi với nhạc cụ, đặc biệt là những nhạc cụ dân tộc như thế này. Vì thế là cô chú đã quyết định tạo cho tụi con một cái sân chơi mà tụi con thấy rồi đó. Hôm nay mình đứng sân khấu, hai hình ảnh của hai tụi con rất là đẹp. Chẳng thể níu kéo thời gian, con nay chưa lớn nhưng sao cha đã già rồi. Lo toan các cuộc đời chẳng có chi, hạnh phúc của cha giản đơn là mong con lớn khôn chậm lại đỡ đi thời gian. Nếu siêu cha bước mắt đã vào, chẳng còn nhìn thấy con cơm máu gạo tiền đã lấy đi tuổi thanh xuân của cha. Khi mà đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên thì Nguyên Khang muốn hỏi một chút tâm sự của Ngô Kiến Huy. Những số đầu tiên em chia sẻ là thật sự là ba của em là thủy thủ thật. Thường ba đi tàu thì 2 năm mới về nhà một lần và về rất là trong thời gian rất là ngắn, tầm 1 tuần đến khoảng nửa tháng là cao nhất, sau đó là phải đi tàu Biển Dương tiếp. Và khi mà ba về hưu rồi đó, sức khỏe không cho phép đi tàu Biển Dương nữa, thì một ngày khi em trong căn phòng em nghĩ là mình thử mình tắt hết mọi cái đồng hồ lại, những cái mạng xã hội về mọi thứ mà đang xảy ra thì thời gian nó vẫn trôi. Thì làm sao để níu kéo ra tuổi xuân của ba nữa. Vì thế bài hát này giống như là một cái lời nhắc, chỉ cần một sự quan tâm, một câu hỏi: ba mẹ hôm nay khỏe không, ngày nay như thế nào. Đó là đủ những cái thứ mà ba mẹ cần rồi. Và nghĩ đó là cái cảm hứng để viết bài hát này. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Không ngờ là bên ngoài một chàng trai rất là sôi nổi lại là một người rất là tình cảm, đúng không ạ? Cái lời lẽ rất là ý nghĩa và nó thật sự nó chạm trái tim anh. Ẩn chứa ở đằng sau một cái bề ngoài mà luôn luôn lì lợm, quậy phá, nhưng mà anh cảm nhận được hôm nay em đã cho mọi người thấy được cái chiều sâu này của em. Mọi người hãy cho Huy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại mọi người không tiếp xúc với em, thấy ở Huy lâu lắm rồi, em biết cái chuyện này Huy là một người tình cảm. Em tiếp xúc với ba của Huy rồi và em hiểu là tại sao Huy như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Đứng ở khía cạnh của một diễn viên thì cô thấy rằng có lẽ là Hải An sẽ phải làm chủ sân khấu hơn nữa, bởi vì không gian rộng lớn này là của con. Những cành cây khô này cũng là một phần trong bài hát của mình. Mình sẽ không có quá tách biệt với cái không gian mà mình đang đứng. Nếu như mà cái điều đó nó được tròn trịa hơn thì cô nghĩ là tiết mục này cũng sẽ có số điểm rất là cao. Con cảm ơn con. Cảm ơn con. Cô chú nói đúng rồi, thấy không? Con sao vậy? Con bị hồi hộp đúng không?
Dạ hơi hồi hộp chứ. Đúng chính xác. Khi con bước chân ra đây, bước chân đầu tiên cô thấy rồi, tiêu con bé rồi. Hôm qua lúc đúng mà rồi. Tập là đã tập cho con tương tác với những cái bối cảnh ở trên sân khấu để mà khán giả có thể nhìn theo, thả hồn vào bài hát. Thì hôm nay cái sự con đưa tay mà cũng không đưa ra hết này là cô biết là con đang không tự tin. Và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến giọng hát của con nữa. Hôm qua khi mà con tập hát với Ben thì cô thấy cô rất là thích bài này. Và hôm nay không phải là không thích nữa, nhưng mà cô nói ước gì con có thể hát hay và thoải mái như lúc con tập thì con sẽ rất là tuyệt vời. Lần này sẽ là một lần rút kinh nghiệm rất là nhiều của con để con có thể là hãy tự tin lên, bởi vì chúng ta chỉ có một lần thể hiện thôi. Ha, cố lên nha con. Dạ, con cảm ơn cô. Sẽ có những sóng gió
buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, biết mang theo làn gió mới, chưa mong thấy trong lòng sáng lên tìm vui, vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi. Hãy dân dân con chào anh xưa ngày môi đêm xuống. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy dọn đường thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng vượt qua dù gớm dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Chưa bỗng thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi. Hãy thức giấc đón chào anh dương ngày mới đêm dù. Bạn tìm dư nhận tìm ngon kìa. Giơ tay nữa cho hai bạn nhỏ nữa không ạ? Hòa ơi, bắn dạ. Tim rồi, đẹp trai quá rồi thì sao nữa nhá? Giọng quãng cao của Huy Trường hay ha, tự rất là căng. Rất là căng và cô cảm thấy rất là đã, rất là thích phong cách điềm tĩnh trên sân khấu nhưng mà vẫn mang cho người ta có một cái sức hút. Và cũng chúc mừng con đã có một phần biểu diễn nhưng mà Duy Linh sẽ phải các động tác nó chắc chắn hơn ý anh Di. Nó chắc hơn ạ. Còn lại thì cô dành rất là nhiều điểm cho con và đây cũng là một lời góp ý cho anh Di. Nhỏ. Trời ơi, thấy thằng đẹp trai cái quéo liền. Cảm ơn cô ạ. Tự nhiên cái nhìn hai đứa nhỏ thấy mình già quá. Già chứ còn gì nữa. Cảm giác buồn quá. Nhưng mà bù lại là tụi con đã mang cái sức trẻ đến cho cái sân khấu này. Nó vừa là sự trưởng thành, nó vừa là sự ngây ngô, nó vừa là sự tinh nghịch, còn cái sự tươi mới trong đó nữa. Thấy cái tự tin của tụi con, tự nhiên bản thân chú được đón nhận rất nhiều từ cái trái tim rất là nhỏ nhưng cái ý nghĩa là rất là lớn. Năng lượng tích cực, chính xác là như vậy. Nghe xong, tự nhiên mình thấy mình trẻ tuổi không thật yêu sự. Yêu đời. Không, yêu đời trẻ tuổi mà thực sự là chú còn rất trẻ nha, tại vì tụi con kêu chú bằng chú, cái chú tự nhận chú là chú thôi, mặt ra xưng bằng anh được. Anh nói cho hai em nghe thì thật trời, ra trời, là trời, trời. Nói chung là chú các anh các chú ở đây cảm giác rất là thích cái phần trình diễn của tụi con tụi em và hy vọng rằng là tụi con tụi em sẽ luôn giữ tinh thần này để mang đến cho tất cả quý vị khán giả và các anh các chú ở đây. Cảm ơn các chú. Với phong cách này là mai sau con lớn lên hai con mai sau sẽ là những gọi là nam thần. Và nó rất hiện đại nữa, còn có thêm cái phần độc rap nữa. Con ơi, nói về cái chuyên gia độc rap, cô Nhi đây cũng là một người rapper dữ dội.
tối mà nghe bài hát Chào Buổi Sáng tự nhiên muốn đi ăn sáng ghê luôn á. Thật sự luôn á. Con trai đang nói chuyện nhìn đâu con? Ủa nhìn đâu vậy ta? Ủa nhìn nam không có nhìn em. Nhìn lên á, nhìn ai á? Em cô nè. Cô đang nói chuyện với con nè, cho hai đứa con đỡ căng thẳng thôi. Chứ thật ra bài hát cô thấy dễ thương mà, chỉ là những cái lúc mà vừa nhảy vừa hát thì cô thấy khó à. Nhưng mà con không có bị đứt hơi nhiều, chỉ chút xíu 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 thôi. Nhưng mà khó à, vừa nhảy vừa hát khó lắm á. Còn em vừa nói vừa cười ngượng cũng khó lắm đó. Anh Duy ơi, nếu mà hai con nếu mà được vào vòng trong ấy thì rất là mong anh Duy sẽ cho hai con thể hiện tài năng vũ đạo hoặc gì đó. Chú đoán là con nhảy hip hop được luôn đúng không? Dạ vâng ạ, con cũng đã từng nghe. Làm thử chút xíu được không? Giấu nghề. Giấu hả? Yeah. Biết không? Cái phong cách này là cái phong cách có thể rằng là rất là phong cách. Tiết tấu nằm trong người rồi, nếu đúng như ban rồi. Nhạc đánh một nhạc đoạn thì liền. Bạn nhỏ này thể hiện luôn được không? Đúng rồi. Đúng. Yeah. Thôi được rồi, xong con rồi. Chơi hết mình đi con, nhớ hàng một bài. Xem cái trailer thôi nha con, đừng có buồn trailer. Nhá, xíu rồi. Yeah. Thôi nào. Bị vô dáng nè, vô dáng nè, dân nè, dân. Em bây giờ nhảy. Sẽ là một cặp tiên đồng ngọc nữ nè, xin mời chị Khả Như và Diệu Nhi. Hả? Tiên đồng lên, ngọc lên. Nữ nè lên, trời ơi vô, đồng mặc cái đồng. Đầm này là cái đầm nhảy đúng, cái đầm của chị là cũng là cái đầm múa đâu. Chị của chị là đầm múa nhảy được lên xa luôn á, cái đầm nhảy múa hoài vậy lên hết chứ trời đất ơi. Dạ ban nhạc cho em đoạn nào khó khó lên nè. Dạ em biết có đôi lúc anh Minh Sù muốn hại tụi em, muốn dìm tụi em. Không có luôn. Đây là mang đến tiếng cười tích cực và nhân văn đến cho khán giả. Không phải là chỉ mang cho khán giả không đâu, mà là ủng hộ tinh thần của những em đã thi rồi và đang chuẩn bị bước ra sân khấu để cho các em có một cái phút mà giải trí để quên đi cái sự căng thẳng hồi hộp, đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Hay lắm em. Ngoài cái việc mà mình làm vui cho chương trình, mình không còn làm được cái gì nữa hết. Chừng nào mà bắt đầu vô diễn xuất kịch bản thì ba chúng ta mới nhúng tay vô. Đúng không các con? Vừa rồi thì mình cũng đã chỉ cho các bé cái thần thái, cái cách trình diễn như thế nào cho sân khấu rồi mà. Đúng rồi, em chị quên luôn, quên. Mình nhập tâm quá rồi. Không cần phải okay, nói nhiều rồi. Nữa. Cảm ơn mọi người. Đúng rồi, đứng rồi đó, đứng rồi đó, đứng rồi đó. Cản lại. Một tràng hô tay cho ban nhạc. Dạ, xin mời ban nhạc một đoạn nữa. Bây giờ con chính xác là huấn luyện viên. Ê. Con nhảy đây cô chú. Hey. Nhảy đi con. Hey. Con nhảy đây, nhảy theo nè con. Trời ơi. Như vậy rồi móc mũi qua đây. Tôi đi về nhà. Chị không ở lại đây nữa, chị đi về nhà. Sao vậy chị, sao vậy? Chị từng lên nhảy múa này dữ dằn lắm mà. Chị đã từng nhảy múa, chị thi và chị bị loại rất sớm luôn. Cho nên em đừng nhấn vào nỗi đau của chị nữa. Bây giờ nè. Cho chị đi về. Nhưng mà bây giờ nè. Có ai chị mình làm lại giùm em rồi đó. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Ủa, chạy luôn, nó chạy luôn. Nghe nè, nó nghe nè. Thiệt luôn á, Nhi nó nhảy không được em dư giữ nó đi nha. Nhi, 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 dậy, dậy, dậy đi. Dậy đi, dậy đi, có ai bắt lại đâu, có bắt lại đâu. Trời ơi, tha cho tôi đi, trời ơi. Tụi con qua đây, tụi con qua đây. Em ơi, chị là Ngọc Nữ mà cưng ơi. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chỉ còn lại một thí sinh nữa thôi. Đó chính là Khả Như. Rồi, con, động tác khó là động tác này nè. Đó. À con biết động tác ke đầu không trong hip hop á? Có ke đầu. Đưa đầu, đưa hai chân lên trời. Ke đầu nguy hiểm lắm. Làm con đứng chạy với cô không? Cái đó là bị bệnh nha, bị bệnh nha. Rồi con nhảy lại. Coi nào ba cầm nó cú bóc phan mặt mình ông trời. Nhảy đi con với cô Thị Phạm. Đó, thầm thầm thầm. Chạy luôn, chạy luôn. Bỏ cửa chạy lấy người rồi. Chú rất là xin lỗi. Chú cực kỳ xin lỗi. Tại vì chú mê cái bộ môn này dữ lắm. Chú làm chung với con nè. Này dễ lắm. Thôi toạc quần bây giờ. Lập ơi, thôi mình về luôn đi em, mình về luôn đi em. Okay. Anh xin đưa em về, về với hương yêu dấu. Ừ. Lập ơi, em kích động á. Ê da, em tháo khớp háng luôn rồi chị ơi. Tất cả các bạn nhỏ, mỗi bạn có một cái năng lượng tích cực dành cho tất cả chúng ta ngồi ở đây đúng không ạ? Và ngày hôm nay chào buổi sáng mang một năng lượng rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn trai. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. À. Trời ơi. Chưa hết bài kìa. Còn nữa hả? Nữa nè, 2, 3. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. À. Sai thoại rồi, làm lại. Nửa tiếng nữa xong không con? 2, 3. Con xin cảm ơn. Sao vậy? Là đây rồi, là đây chứ không đâu. Không có ai đâu được. Đệ tử luôn trời. Bởi vậy. Lại nè, 2, 3.
Con dạ, lời đầu tiên con xin cảm ơn ban nhạc đã hoàn thành giúp tụi con tiết mục này ạ. Nè, cái sự hòa nhịp, cái sự mà kết nối với nhau nó qua những cái lời nói và ánh mắt không cần tập nè. Chúc mừng hai con đã hoàn thành một tiết mục thật xuất sắc. Chào hai ba. Okay. Rất chuyên nghiệp, rất lãng phí với nhau. Con cảm ơn ạ. Vô đi con, vô đi con. Có tập đó mà kỳ. Ok, rất đáng nể, rất đáng khâm phục. Chị ơi, bố chị hai ơi. Sao? Có đứa ăn liếc về. Thằng này làm sao? Sáng em mua một đùm roi thế này này, xong thì nó giật nửa roi của em rồi. Này, khóc mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Úi giời ơi. Rồi nè, để chị xử cho. Bố tổ sư thằng nào ăn cắp roi của nhà bà nhá. Bà nói cho chúng mày biết nhé. Này, bà nói cho chúng mày biết nhá. Ăn cắp roi của nhà bà là không có được nhá. Này, ăn phải ăn hết, còn thừa một cọng xôi nào nhá. Bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa. Áo nhà báo xanh chứng kiến ơi, chị hai ơi. Tôi lại làm sao nữa? Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Ôi giời, lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ăn xôi à? Bảo mẹ, bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha, không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, nửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói xôi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa. Biết ngay mà. Suốt ngày như thế cứ như vậy á, làm sao mà chị đi lấy chồng được. Em xin lỗi chị hai. Xin lỗi chị hai mà. Sao chị hai không giữ thế? Đúng á, chị hai không giữ thế, ai dám lấy chị hai bây giờ. Nè, các em có nhớ không, bây giờ chỉ còn 3 chị em mình thôi. Làm gì có cha có mẹ nữa. Nếu mà chị không ở với hai em, đến lúc hai em lớn khôn trưởng thành mà chị đi lấy chồng thì ai chăm hai em, đúng không? Chị cũng muốn lấy chồng lắm á, nhưng mà đợi sau khi hai em lớn khôn chị mới đi tìm một người có thể chăm lo cho chị và chăm lo cho cả hai em. Bây giờ ở đây, chị ra ngoài chợ bán nốt ít đồ rồi về chị em mình ăn cơm nhé. Dụng bông hoa gạo
chờ cho làm câu hát để người lý lời ngày chi bỏ chờ tình người đã đoán thế là chị ơi sung bông hoa gạo thế là chị Hoài Ngân, Viết Học và sự hỗ trợ của Hoàng Minzy. Cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Hoài ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị. Thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là hôm nay anh ngồi ở đây anh rất thực sự anh rất là quý em và yêu mến em là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ra, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát. Nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức, nó trong thật. Lòng nó thật. Và giống như mình đang nghẹn ngào, mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lập nha. Anh Hùng Việt Trung và Diễm Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Trung còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt. Không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương. Từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện. Và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm, cô sắp khóc rồi. Cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung. Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hòa cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hòa tự đó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa. Lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á, cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Sao chưa gì mà diễn bắt em chửi rồi? Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng, nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy. Mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát
kỹ càng như thế nào. Nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Mấy cái đó là sinh dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết. Đó Hòa, thật sự dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em nó dí dỏm một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi, bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó, làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm cho nó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lộc, có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hốt tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy. Nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, vì tôi hay
sâu. Cô xã đông vui giàu hơn không thường. Một đời tay cho hai bạn. Hãy thương quá. Cảm ơn một đời năm nay. Trời ơi, giờ cho nói trước đi. Đang hứng là nói luôn nè. Cái quan trọng nhất của tất cả những bài hát mà các con trình diễn trong chương trình này đó là tinh thần bài hát. Với cái tiết mục này á, tụi con đã làm rất tốt rồi, chúc mừng các con. Ủa giờ kỳ á, giờ cuối cùng là làm sao? Tại vì á, lộ rồi, có đồ ăn rồi. Thối lộ không phải vấn đề ở chỗ đó, là tụi con làm cho cô cảm thấy trời ơi, như hai con mắm ở dưới quê thiệt luôn á. Hai lúa thiệt. Trời ơi, nó xay lại, nó đeo mắt kiến y chang Diệu Nhi luôn, thật sự luôn á. Mà bên có bên không chứ. Mà nó rất là dễ thương ở chỗ đó, cái sự tự tin tụi con quạt náo nó, tụi con làm cho người ta tin. Ừ đúng là ta đi dưới quê lên, à, xa quê về thăm thành phố kiểu đó. Cảm ơn cô ạ. Cô ăn một trái mật với lại nhãn. Có một điều mà chú rất là thích ở hai con là sự kết nối của hai con với nhau. Nhìn vô là mình thấy là hai cái cô này là có tình cảm với nhau. Đúng nè. Rồi. Diễn với nhau rất là thân, rất là dễ thương. Và đặc biệt nữa, chất giọng rất hợp. Đúng rồi. Dù là cái màu giọng khác nhau, con hát kiểu khác, con hát kiểu khác, nhưng mà khi mà hai con kết nối lại với nhau á, là cùng một kiểu. Ừ thì đúng rồi, vỗ tay cho Dì Như, đúng rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy Khả Dư nó đồng điệu với tôi như vậy anh luôn á. Nè, tập trung nè, anh em tôi nói một câu chính xác nè. Tụi nói con chung đây là một tiết mục rất là đồng hay. Điệu. Rồi thôi bỏ luôn đi nha. À, cho chú hỏi nhỏ sẵn cô Như có nói là tụi con là thân với nhau lắm, thì tụi con hát ăn xăm với nhau thân thiệt không? Dạ thân thiệt. Thân thiệt không? Dạ thiệt. Hợp ha. Mắm đầy thúi nè cô. Là mắm thúi hai con. Trời ơi. Vậy là nãy tôi nói hai con mắm là đúng rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin nha. Xin mời đội của cô Hòa bớt ăn lại, chú Lập bớt ăn lại nè. Nói gì nữa, nhiêu đây được rồi con ơi, hai được rồi hai. Thật sự đó, người ta chỉ lấy có một chùm nhãn thôi, một trái ổi thôi, bên đây lấy một túi luôn. Không phải, đây là rút kinh nghiệm, các cháu nó con nó rút kinh nghiệm. Đây là để em diễn tả lại mấy bé cho gì. Từ đây nào, nào cô nè chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, nè chạy xuống nè, bắt đầu ha, cái bắt đầu cái phát không nè, Lập ơi chạy luôn á, rõ ràng là chạy luôn rồi, em đây bây giờ em thí sinh nha, em là thí sinh, đây nha. Là giám khảo nè, đây là rồi, cô chú nè, anh làm cô Khả Như nha, cô Khả Như nè. Cô Khả Như đang đứng, em cô Khả Như đang đứng múa vũ đàn, vũ đàn, vũ đàn nè, vũ đàn nè, vũ đàn đưa ra nè, cô đã như thấy giỏ sách tới, à có quà rồi, có quà rồi, ơi cô. Tôi biểu cảm động đưa tay tôi nó mà biết lại sao không? Đúng rồi, em cũng nó thấy nó xuống ghế một trái mận. Tôi nhớ rõ ràng giống như là bỏ ghế một trái mận, y như là bỏ cầm trái mận đó lên tôi ăn ngon lành luôn. Giống bỏ miệng vậy đó, tự nhiên có vô đây cái tôi bỏ ra đây tôi chạy. Mọi người ơi chạy đi, mà tôi đứng đây tôi đưa tay nè, mắc gì không đưa tôi cái dụng con bẹt gì, tại vì làm gì bạn đụng em qua đây đè lấy đi cho kịp chàng đi hát tiếp hay là có đi dạy không. Để em nói cho, là bởi vì cô Khả Như lần trước ăn bánh tét không trả tiền, cho nên lần này không đưa bất cứ đồ ăn gì hết. Còn lần trước là bên đội đây rất lịch thiệp, ăn bánh tét bao nhiêu là sau hậu trường trả tiền bấy nhiêu đó. Cho nên lần này là đẩy đồ ăn cho đội này hơi mạnh tay để mình thu về hơi nhiều. Hơi mạnh tay. Không mà dễ thương quá con ơi. Cưng. Có nghĩa rằng là cái tiết mục này không có làm khó được tụi con. Từ những cái mềm mại tụi con ra hò nó ngọt, rồi từ những cái mà tụi con phá cách nó ra mang đến cái bầu không khí sôi động. Cái sôi động nó lạ lắm, nó lúa lắm chứ nó không có hiện đại như người ta. Em rất là nể anh luôn á anh Trung. Tinh thần bài hát. Đúng rồi, anh làm có tinh thần bài hát rồi, cho dù là mấy bé đọc rap không đúng đi, nhưng mà từ những cái không đúng nó trở thành một cái ưu điểm, nó rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà rất là cảm ơn cái giỏ trái cây của tụi con nha. Nhờ trái cây cho nên có nhiều điểm đó con à. Bây giờ nè, tới đội nhà mình mời cô Diệu Nhi và chú Hồ Việt Trung. Thật ra thì ở những buổi tập á, những lúc chú Trung kêu múa vậy đi, chưa tới múa đi như vậy nè. Đó là những cái mà chú Trung bắt tụi con phải làm cho được, làm cho tới là ngày hôm nay đã có kết quả rồi đó, là các cô chú rất là thích, mà đặc biệt là Thủy, những cái buổi tập thì cô thấy con còn hơi có một chút gì đó chưa có thật sự tự tin lắm, nhưng mà ngày hôm nay cô rất là bất ngờ bởi vì con rất là thoải mái ở trên sân khấu, con không có bị khớp như những cái buổi tập, con không có còn suy nghĩ lo lắng nữa. Ơi chắc là chú Trung xúc động lắm á, chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Rất là nhiều chi tiết, mắt kiến tối hôm qua Trung bắt là phải đi mua về. Tụi con một đứa đeo đầy đủ, một đứa đục một lỗ ra. Trái cây hồi sáng này bắt đầu mới đi mua. Tụi con phải có một cái riêng của tụi con là tới tụi con là có đồ ăn ăn. Dòng chiếc bánh tét dòng này có trái cây nữa. Dòng sao lẩu hải sản nha. Rồi vô. Cái này vô. Được thì dòng sao lẩu hải sản nha con. Chú mê con món đó lắm. Đem cái gì gõ
gọn dễ sợ á. Cua răng me răng muối răng rơi răng bơ nha con. Buffet lần sau là đại buffet cho mọi người. Buffet ok. Lần sau như hát bài bán dép á. Trời ơi. Vỗ tay lên, vỗ tay lên.
Và đó là Quốc Hưng. Xin được mời ý kiến nhận xét của ban giám khảo ạ. Xin mời cô Kim Xuân. Rồi cái bài hát nó khỏe khoắn mà dòm thấy nguyên một đội múa và cả con nữa. Tự nhiên thấy cái không khí nó hực lên. Cô Xuân thích cái cách con biểu diễn. Nó sảng khoái, nó thoải mái mà rất là dễ thương luôn. Ủng hộ con 100% á. Wow. Ừ, cô à. Nhưng một câu thôi. Mà cái này là tại huấn luyện viên của con chứ không phải tại con. Cô đứng lên cô thị phạm liền. Một cái anh dân trai rất là khỏe khoắn, phải không? Đi với một cái đoàn, nghĩa là tất cả mọi người, người ta đi lưới đêm, người ta làm tất cả mọi chuyện. Mà tự nhiên cái ngón tay cái gì nè. Có không? Cái này là tại anh Thanh Duy đó cô. Cái chỗ tôi bắt lỗi là cái chỗ đó. Cô đó. Ơi cái này là tại nhỏ. Sao vậy? Không có. Sao tại nhỏ? Y chang con luôn. Thôi anh đừng có chối cãi nữa. Không qua mắt cái này được. Rồi anh tìm đi. Cô ơi. Nhưng mà con hoàn toàn không có ảnh hưởng số điểm. Dạ, con rất rồi. Là tuyệt vời. Nhớ nghe con. Khỏe khoắn, đẹp và sảng khoái như bài hát. Vâng. Ủng hộ con. Cảm ơn cô Xuân. Cảm ơn cô. Anh Duy, ụp mặt vô trong ghế. Xin mời chú Huy ạ. Tôi đồng ý với chị Xuân ở đây là giọng khỏe nhá. Đúng âm và diễn xuất ăn nhịp với tất cả. Duy ơi, Duy chỉ có một vài cái nốt thấp là không nghe rõ chữ giạt rào đấy. 3-4 lần quay đi quay lại mà tôi không được nghe cái gió thôi. Nhưng mà nói chung thì làm rất tốt. Cảm ơn chú ạ. Cô rất thích cái tiết mục này. Là tại vì con hát xuất sắc, dàn dựng đẹp và nhất là ban nhạc chơi quá hay đi. Con không có yếu điểm mà thấp điểm đâu, con đừng có lo. Wow. Cảm ơn con. Wow. Xin được cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Còn bây giờ không biết là cảm xúc của anh Duy như thế nào sau khi mà bị phanh phui cái việc là ngón tay nè, dân chài mà ngón tay nè. Con xin được chia sẻ một điều là chánh, lúc mà coi bé diễn á thì tụi con cũng nhận ra cái điều đó. Thì nói con ơi bây giờ bài này con phải hùng con như lên. Vậy nha. Kiểu mà bao tiếng ta hò là chữ tiếng là con phải làm, cô đừng có như vậy nữa. Thì bé có thử làm thử thì lại không luyến được cô, tức là chỗ bé phải kiểu bao tiếng thì tiếng đó là động tác của cổ họng ạ. Nhưng mà có những ca sĩ mình diễn á là có những lúc đúng mình phải có những cái động tác, ví dụ hát nốt cao là mình phải đẩy lên để mình đẩy lên thì không? Có những lúc luyến cái bé nếu mà không làm như vậy bé không làm được cho nên là thôi con có sao để dạy cho hay giải thích nghe được chắc được. Có sao để vậy cơ. Dạ. Anh Duy, coi như đây là luyến hình thể anh dạ, Duy hả? Dạ, luyến hình thể. Luyến hình thể. Cái này là còn đỡ á, chứ nó mà bao tiếng là không được. Cái đó là không được. Dạ, con thấy là cái động tác đó nó cũng mang được cái dấu ấn của anh Thanh Duy á. Nên tụi con cũng quyết định là thôi cứ để cho bé thoải mái. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay con đã làm được rồi đúng không nè. Cảm ơn con. Cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Cả Như. Và bây giờ chú chỉ muốn là con phải vui vẻ để vào trong chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay cho chàng trai con rất là dễ thương. Tất cả mọi người Quốc Hưng.